Ok, chào các bạn nha, lại là mình đây. Hôm nay mình lại tiếp tục chơi tiếp cái tựa game Aphobia gì á, Aphobia gì trên Roblox các bạn. Đây là một tựa game sinh tồn nha, cũng khá là kinh dị trên Roblox các bạn. Lần trước mình đã chơi từ level 1 đến level 7. Bây giờ mình sẽ tiếp tục chơi tiếp từ level 8. Mình sẽ coi một bó bao nhiêu level ở trong cái tựa game này nha các bạn. Ok, cùng mình đi vô coi thử nha. Ok, giờ mình sẽ vô level 8 các bạn. Nếu coi level này là cái gì nha. Mình đã đi vô một căn phòng gì đó nữa rồi các bạn à. Hy vọng là mọi thứ đều ổn nha. Tối thui vậy. À, phải mở đèn lên. Ui mẹ ơi, tối thui thấy gì đâu. Go to the... Go together mấy men ơi. Nói không lạc cái tốt thôi à, không thấy con mẹ gì đó. Go together. Có dừng support nữa chứ. Nói tốt thôi à. Ai đừng nó có con gì ở trong đây nha. Có mình cũng thấy thấy đường nữa. Đi theo men này coi, đi theo men này coi. Cái này nó đi tự tin lắm các bạn à. Không biết nó biết đường không, nó đi tự tin lắm nha. Nó chóng mặt luôn à. Nó nghe cái tiếng gì à. Nó ơi, lạc rồi mấy ông à. Ui mẹ ơi, hên quá. Chúng kịp mấy ông à. Ngồi thằng kia mất tiêu rồi. Má trốn trong thằng bò mất tích luôn rồi. Má thằng bò đâu rồi? Đi. Thấy con mẹ gì đâu. Cái này nó cũng đi lụi như mình đó mà. Nó có biết gì đâu. Đi. Ui, ý mẹ. Nó kìa. Trốn. Ôi mẹ ơi. Ây, hình như có người tìm được cái lối thoát rồi. Ông bộ mình tìm được lối khác rồi. Ok. Ok, thoát hả bạn, thoát hả bạn. Nó tìm được lối thoát hả bạn. Cái này là một hồ bơi có độ to rồi. Nó toàn là nước không. Bây giờ mình sẽ tìm lối thoát các bạn. Nó nãy mình trốn không kịp là hốt mình rồi. Bây giờ lại tìm như nãy nữa. What the... Nói là muốn hồn. Heo này à. À đừng ra. Còn đi đâu đây, ra đâu đây. Ủa ra đường luôn hả? Đi cái đường luôn rồi nè, đi cái đường luôn rồi nè. À nó kêu mình đi theo nó nè, đi theo nó nè. Mình đi lên sân thượng luôn á chứ hả.
như đi lên sân thượng ấy. Không biết có con nào đi không nữa. Má có chìa khóa không ư? Mới tìm chìa khóa không ư? Mới tìm cái chìa khóa không ư? Ê, quái vật, quái vật, quái vật. Nghe cho tụi nó. Núp đi, núp đi, núp đi, núp đi. Đó, 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 các bạn nghe có tiếng không? Các bạn nghe có tiếng không? Đó, đó, đó. Rồi, vô vô lên đường rồi các bạn à. Vô lên đường rồi. Á, à, chìa khóa đâu? What the fuck? Má hết hồn. Đó là có chìa khóa rồi, có chìa khóa rồi. Ok. Ôi trời ơi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái level 11 nha các bạn. Đây giống như là một cái nhà kho vậy đó. Mẹ ơi, mã nữa. Đi tìm có một mã. Xanh vàng cam trắng à, chắc là một mã này nè. Xanh vàng cam trắng xanh vàng cam trắng. Không phải à? Xanh vàng trắng cam. À nó mở rồi. Đi rồi. Go man. Đi đâu rồi? Quẻ rồi. Nó nhảy từ từ là qua các bạn. Nó hơi gấp gút xíu. Nó nhảy từ từ là qua rồi. Mình hơi gấp quá. Bởi vậy mình phải. Ủa bộ video rồi. Bộ mới đi tuốt kia rồi. Giờ làm lại, làm lại. Đó.
Quay qua nè. Ai ghê quá các bạn. À, bộ mày đi đâu rồi? Điều kia hả? Ở đi đâu nữa? Đây các bạn. Wow. Đó, qua tới đây rồi. Mừng quá, mừng quá. Mừng quá các bạn ơi, mừng quá các bạn ơi. Ai té như thế mày à? Nó chửi mình rồi các bạn. Chìa khóa đi đâu? Giờ mình cứ đi thôi. Đi thôi, cái thằng té. Chứ giờ biết đi đâu giờ. Cái đường nào cũng nó đi thôi các bạn. Đi đâu đây? À, mở cửa nè. Lại chìa khóa. Ai lại nhảy à? Nó sợ nhảy lắm các bạn. Nó rớt một cái. Nó khó đó. Nó đi từ từ thôi. Mở cửa. Ok. À bên đây hả? Sợ nhất là nhảy các bạn. Không phải gì mà các bạn biết không, nó rớt một cái là đi chơi là từ đầu, không phải gì á, tốn thời gian kinh dị luôn. Cho nên từ đầu rất là tốn thời gian các bạn, chứ không phải gì hết trơn á. Rồi, em kết thúc level luôn đi. À, đang mệt, từ từ, từ. Lấy thở đi, lấy lại sức đi. Mà nhảy qua nha. Ok. Chưa. Rồi xong các bạn. Xong level 11. Ủa xong chưa chưa hả? Giờ đi đâu nữa đây? Mẹ ơi, lại đi tìm như vậy cái backroom giống như bữa nữa hả?
Rồi bao giờ tôi thua vậy? Ôi mẹ ơi, cái gì vậy? Xôn hống gì? Cái gì đây? Ô! Mình tìm thấy cái bức tranh thì mình lượm được luôn rồi mà. À, chắc là bức tranh bỏ này nè. À, còn hai bức nữa. À, cái ghế bự quá vậy. Nhưng nó có thằng khủng lồ nữa đây nha. Trời đất ơi, cái gì vậy? Đây, 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 một bức này nè. Đây, 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 thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, ok. Đủ 3 bức rồi. Đủ 3 bức rồi, đủ 3 bức rồi, đủ 3 bức rồi. Trời ơi. Mệt mỏi. Giờ sao đây ta? Không có gì ra vậy. What? Giờ kiếm đường ra, kiếm đường ra. Cái mẹ rồi, đường ra đâu, đường ra đâu. À đây nè, đây nè, đây nè. Trời ơi, kết thúc level 1 kinh khủng các bạn. Thật là kinh khủng nha. Bây giờ mình sẽ qua level 12 hả ta? Gì đây? Happy birthday hả? Quá hết rồi. Vậy là mình đã phá đảo tựa game luôn rồi các bạn à. Ôi trời ơi. Có những cái lúc mà mình nghĩ là mình không vượt qua được luôn các bạn. Nó cứ nhảy rồi gớt, nhảy rồi gớt, nhảy rồi gớt. Rồi là kinh khủng. Thôi. Chắc mình cũng kết thúc cái video mình ở đây luôn nha các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã coi hết cái video của mình từ nãy giờ nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video mới tiếp theo mà hay hơn nha các bạn. Chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye bye.